được chia sẻ từ ngày hôm qua ngày 26 tháng 10, đoạn camera Bình An khắc ghi cục bộ quá trình trộm dép của một người nam nhi đang được chia sẻ với vận tốc chóng mặt và hút rất nhiều sự chú ý, bình luận của dân mạng. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 22 sáng, thời điểm này, một người nam nhi chạy xe máy ngang qua một ngôi nhà thì đột dừng lại. Ông ta còn chú ý xuống rồi dắt xe đi bộ lên một đoạn, sau đó quay về ngôi nhà đang đóng cửa kia. Người nam nhi lấy laptop ra gọi cho ai đó, rồi cho một điếu thuốc, đi lại lại trước cửa. Mọi việc diễn ra một cách rất bình thường, ai thấy cũng chỉ nghĩ người nam nhi dừng xe để nghe laptop mà thôi. Ai ngờ đâu, chỉ sau vài giây, ông ta cúi xuống cởi nhanh đôi dép tổ ong cũ mềm của mình để đổi lấy đôi dép mới tinh đặt trước cửa ngôi nhà, rồi tỉnh bơ lên xe đi thẳng. Đôi dép mà ông ta lấy đi chắc chưa quá 20.000 đồng, giá trị tài sản không lớn, nhưng hành động móc túi này vẫn không thể chấp nhận được. Người nam nhi đổi dép tổ ong bên đường,